nhà cô giáo và để làm gì nè? Đó chính là để chiêu chọc cô giáo. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe nếu thấy video của Huyền Nhi hay nhé. Còn bây giờ thì let's go. Bạn chơi nha bạn. Đây là cô giáo. Cô giáo đang cầm con dơi giả. Đang nghỉ. Nếu có con bạn nghỉ. Cô giáo sẽ lấy mấy con dơi giả để trong hộp và làm trong ông hàng xóm sợ. Hắn đảm con dơi giả thành mấy con dơi thiệt. Bây giờ mình đi lấy cái lồng trước đi. Mình sẽ lấy cái lồng. Mình lấy ngộ ngộ. Có mấy con dơi kia đặt lên trong bóng khói đúng không? Thì tại sao? Rồi nó mình bị bắt bếp nữa. Bắt bếp nữa mới được nó mới ra. Mà mấy con dơi sót lại nó mới hay. Đúng không? Hình nè. Mà công nhận đúng. Mấy phòng nào đi kiếm lúc nào phải đi kiếm. Lúc chết lộn phòng nữa. Lúc nào cũng phải đi kiếm. Này chắc phòng này quá. Đó thấy chưa, mở ra cái dơi liền. Lấy. Hôm nay á cô giáo vẫn bình thường á, không có gì khác cho mà. Phòng này nguy hiểm quá. Ở bà khoáng. Mình đi xuống đây khoảng tiền mình bắt bếp luôn. Tại đâu? Cái gì? Chết rồi, kẹt coi. À! Cực nữa. Đóng tủ này lại, đóng cửa này lại. Rồi đi. Đi ra dễ dàng ha. Ngồi mình phục. Ôi phật trời, phật ghê thì chứ. Anh đi. Bả đi kìa. Đang nghe bay ra kìa, lẹ hồi nó chui hết rồi bắt đâu. Mình mới gì bắt tay với ai đúng không? Thôi kệ đi. Nè, không mình ngồi đây. Mình có đẩy, đẩy rồi nó chủ. Dạ, lấy cầu thang lên nha mọi người. Nó đi. Cái con chó nhà mình nó quậy quá mọi người ơi. Con chó nhà mình nó quậy quá làm cho hết trộm chỗ ngồi luôn rồi mấy bạn ơi. Đi ra đi. Rồi đi. Thôi. Trời. Đứng thẳng quá sao mà làm? Ủa sao không lên được ta? Đứng thẳng sao làm? Phải đứng, mà đứng ngang mới làm được. Làm gì được chứ? Dục cầu thang. Trời ơi trời. Chó mà nhiều mình nó săn động. Ghê. Thiệt. Này bên kia. Chắc chắn mình không quên cầm cái ly rồi. Hết kệ đi. Không có thương. Không có còn về nào nữa. Thì thấy nó nghi ngờ ở đâu đây nè. Đã quá, bắt được mấy con dê. Bắt thôi. Dê sao sao ớt. Nó bị dê sao vậy, ớt sao ăn. Mấy con dê sao mà ăn. Dê ăn được mà. Dê ăn được gì đâu. Ủa cái cầu thang lúc nãy lắm. Ôi chết rồi. Giờ nhảy xuống là có gãy chân không ta. Trời. Thôi mày quá chừng gãy chân. Này là ông chỗ mấy nhà mà hay nhảy vậy. Để coi. Trời chết mà. Phải đi ra, phải đi ra. Bây giờ mình sẽ đi vào phòng bếp luôn đi. Bả đi lên mà. Ôi trời hết hồn. Bả đi lên nè. Sẽ đi vào phòng bếp. Mình đi vào phòng bếp thôi, đừng có vô đường đó nữa. Bây giờ bả đi đi. Cũ rồi. Mình đi đập tivi chắc đã lắm à. Mình sẽ đi lén lút. Đập tivi bả ra khỏi coi phim gì. Đây nè, bắt luôn một đống dê. Mình giết gì. Nhà hồi nó quay được hay lắm à, mắc cười lắm. Mà không phải ông bằng sớm sợ đâu nha. Mà tới cô giáo cũng chết màu dục luôn rồi. Trời ơi. Gục chứ. Hay vô, để vô. Rồi, để đấy. Bây giờ, cái quan trọng là phải đóng hộp lại sơ gọn ghẽ. Rồi, xong hết da được. Ôi da. Ui, da bị ăn đòn. Ôi, chết rồi, đi không được. Rồi, đi xuống cũng được. Dạ. Không, mình không nên trốn đây, sợ bây giờ cái tay rồi. Không, mình đi kiếm cái chỗ an toàn. Bây giờ chúng ta hãy ngồi đây đợi. Ngồi đây đợi thôi. Ngồi đây đợi, mình đừng tự nhiên đứng ngay. Chó nhà mình. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Mở hộp. Wow, xài luôn. Ba người nhìn thấy. Cô giáo giống như chưa chuẩn bị trước.
nhảy chân. Thế nhảy chân thiệt. Nè có con người đứng trước, né ra một cô giáo đứng nhảy xuống. Có nhà cô giáo chơi đi hai ơi. Hai chơi bả răng da kìa. Rồi giờ mình sẽ đi kiếm cái giường nữa. Cái đầu chụp chén của bả đúng không? Cái nha cái dáng chết nè nè. Bả đứng ra. Đi cẩn thận mình rớt xuống cầu thang. Đi nhẹ nhàng thôi chứ đừng có làm rớt xuống cầu thang. Hết rồi. Bây giờ mình mới đi. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phòng nhà nó để kiếm cái dáng trượt. Ờ cái cuộn chỉ không. Gì? Cái cuộn để bảo quản thức ăn á, cái cuộn á. Với lại một cái bình dầu. Lộn phòng nữa. Bình dầu trơn. Nó phải trơn. Nữa. Còn cái bên á. Hôm nay chắc chắn luôn. Rồi dán chụp, dán chụp, dán chụp. Đây. Đây đà. Bây giờ mình đi xuống mình lấy cái gì đây. Bây giờ bạn ơi phải coi phòng này. Ê, coi cô giáo đi đâu như đi ngầm 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 hồi. Bà đi vô nhà. Bà đi ngay chỗ này nè. Đó đó đó. Trốn trốn nó ở đây ơi, đừng đi xa quá lỡ hồn á, không phải đưa cầu thang sao. Mà đang đứng đợi cô giáo đi. Cô giáo đi đường khác cho phải đưa. Trời. Thấy cảm nhận nó quen quen. Ôi trời ơi. Trời. Mình đi vô phòng nha, hay nhất đi phòng lắm. Ừ, vô phòng là ba nó ơi, sao mình kia. Chạy, chạy xuống không? Chạy xuống. Thôi chết rồi, cô giáo còn không kìa. Mình đi vô phòng bếp. Không được rồi. Thấy chưa, hồi nãy hay nói đi vô phòng bếp á. Vô phòng bếp lẹ luôn. Bây giờ cô giáo không thấy giống mình đâu. Đi vô phòng bếp là mình lấy rồi luôn. Giật cua. Chứ bây giờ mình đi ra là hết thời gian cua rồi, thời gian bị giật rồi. Thấy gì ở đây? Bây giờ mình sẽ đi đâu? Lại là lớp lớn. Mình sẽ đi ra ngoài. Lấy cái bình dầu trơn. Đẩy ra. Bả đang đâu á? Mình ăn hồ bơi hay ta? Đi đây nè. Thôi đi giùm em con. Đi đây là đúng rồi. Ôi chết. Trời ơi, đứng gần đây. Mà mình nên lấy cái này ra. Hồi nãy mình chạy ra gặp hai cái này nó là tức hết. Vô luôn. Mình đi vô khác luôn mới được chứ. Đài quăng ra. Quăng đi quăng. Quăng chỗ này nguy hiểm lắm. Hồi nãy mình đi ra mình đạp. Ừ. Quăng ra chỗ khác đi. Chỗ nào rộng rộng á. Thấy nhà cô giáo chỗ nào cũng rộng cho nên đục đục đại đây đi. Ờ. Dục. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bình. Bình gì nữa? Ra ngoài được rồi. Bây giờ mình sẽ ra làm luôn. Bắt con chiếc kê cô giáo. Chiếc kê nào? Đây, đây là cái dáng chụp chiếc kê. Chiếc kê luôn mình. Ơi, chưa có cầm gì nè. Chưa có cầm gì nè. Dán vô. Ôi ơi, đi liền đi liền. Ha ha. Ở đây nha. Bây giờ chúng ta ngồi đợi cho các bạn. Đi nha. Mình ngồi đây luôn. Đây, mình ngồi đây. Không, ngồi đây nguy hiểm quá. Nghe, nhìn tài nghệ cô giáo sượt dán. Ờ, mình không biết cô giáo sượt để mà nha. Đây, sượt. Đúng. Đúng. Yeah. Thì cô giáo này, cô giáo bò này, cô giáo lết bò bò lên lết. Lết bò bò rồi. Cô giáo. Muốn chung nhau hàng xóm. Ôi, nơi đập.
đặt cái chân. Cô giáo mình giả bộ á, cô giáo dùng mỹ nhân kế á. Thôi bây giờ quan trọng là mình sẽ đi kiếm một cái gì? Cái bơm. Cái bơm, cái bơm khói. Cái bơm khói. Nói chung cái đó nó có khói. À, hay ơi, đi kiếm cái bãi chuột á. Bãi chuột gì? Mình mới đạp được bãi chứ, nhiều lắm. Nhưng mà trước em phải đi kiếm cái bãi khói. Lộn. Bãi chuột mà. Cái khói. Cái bình có khói. Cái bình thoát ra khói nè. Vô. Vô mới lấy được chứ. Dạ. Tức là. Tắt hè. Mình nó coi trong đây không nữa. Cái bình khói. Cái bình có khói. Nói chung là cái bình nó sẽ thoát ra hơi khói để che đi mấy cái bẫy. Em mới thấy gì á? Em cũng mới thấy gì á? Nè, có mấy cái bẫy luôn nè. Ôi ơi, bẫy chuột. Nhiệm vụ của mình là đi kiếm cái bình khói. Mà cái bẫy chuột ngay chỗ này. Ghê gì chứ? Lên luôn. Bãi đang ở trên mình á. Mình đi tung tăng như đây là nhà của mình. Nhưng đây là nhà của cháu làm như nhà của mình. Bây giờ mình ý quê quê quê. Cái bẫy. Mà sao? Mình có hai tay, mình không có túi đâu. Mình dùng được 4 cái được ha. Bánh chuột. Bỏ ra ngoài. Mình đi vô phòng. Bãi xuống luôn rồi kìa. Úi. Rảnh. Cô giáo rảnh. Đi cho nó điệu. Cho nó nghệ. Tự nhiên mình nhấn xuống là bả sắp đi xuống là bây giờ đi lên. Thì không? Trong này có không ta? Cái bình khói nằm đâu rồi? Á, à, có gì? Ê, đây nè, đây nè. Ê, sao vô? Bảy ra. Để ngay cửa luôn. Lấy không được ta. Đây, hay đây có bình. Hai lấy chuột. Hai lấy cái máy âm nhạc á. Hai lấy cái máy âm nhạc. Giờ mình định đi ra. Bây giờ nhiệm vụ của mình là không biết tìm đường nào để đi kiếm. Sắp hết thời gian rồi kìa. Không có gì không sợ. À, hay có sân khấu nè. Cái gì nè? Ờ, mấy à? Sân khấu. Ờ, không biết nữa. Sân khấu. Bây giờ mình lại đặt bẫy chuột. Rải hết bẫy chuột. Cẩn thận rồi mình đạp lên. Ê mà mình phải không đi thoái. Hai ơi, mình đi kiếm cái máy âm nhạc mới múa được chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi né cái chỗ đó ra rồi mình đạp lên nữa. Rồi. Đó đi ra được kìa. Nhạc hay quá ha. Cô giáo mắc kẹt rồi. Cô giáo đừng bị mắc kẹt. Gì lâu vậy ta? Đi gì mà lâu vậy? Đâu thiếu gì đâu. Như vậy đặt cho cô giáo rồi mình đạp lên là hiến trưởng à. Hai ơi, sắp hết thời gian rồi kìa, mua thời gian đi. Để đi, rồi nó tự vô mà. Bây giờ mình đang hiểu không hiểu tại sao cô giáo đi về chỗ đó chưa xuống nữa nè. Hiến chủ. Hướng hoài. Rồi, xuống rồi. Cuối cùng cũng đi xuống. Cô giáo mong hai mong cô giáo đi xuống nãy giờ. Thôi thì chỗ này không an toàn lắm, đi ra ngoài cửa luôn đi ha. Ê coi chừng bả đi qua đây đi. Hết hồn đi xuống. Sao mà mỗi lần bả đi xuống mình phải đợi. Đúng rồi, lúc nào mình cũng phải đợi cô giáo trong khi đứng đây đợi được rồi. Chuẩn bị cô giáo muốn bay ra cho mọi người thấy. Múa ba lê sao đạp luôn cái chân hơn mình đó. Đạp nè. Đánh ra ngoài xong vô. Nhưng mà tao muốn đạp mày quá. Ơ sao cô giáo nãy giờ chưa đi xuống trời? Tức dạ. Cô giáo không đi lên, vô cái phòng bếp đó. Đâu có rảnh. Sao đâu có rảnh? Rồi hay đợi cô giáo đi kiểu này chừng nào xong. Hay là hay kiểm tra coi bắt nhạc rồi mà. Đúng không? Bắt nhạc bây giờ bả đang đi đó. Cô giáo lề mề đi vòng nãy giờ đó. Thôi bây giờ mình hay là hay kiểm tra coi hay bắt nhạc rồi mà. Đi liền bả đang xuống đây á. Có gì hãy thoát được bằng cái cầu thang leo lên cây. Bắt nhạc rồi nè. À, có tin nhắn nè. À, bả đi kiểm tra.
vậy? Sao mình lùn quá không thấy gì hết trơn. Được chưa? Xong rồi, đi đi. Bắt thang lên hỏi ông trời. Ôi bảo không đi lên được mà. Đi lên mình chạy xuống, mình nhảy xuống cho quẹt chân. Quẹt chân không vậy ta? Sao kì vậy? Bảo đi đợi. Thôi mình mất tiêu. Giống như mình được quẹo quẹo như đây, nguy hiểm lắm. Không biết sao đâu. Mình vô bãi nông nhau quá. Đi xuống rồi, à, cuối cùng của chị đi xuống rồi. Bảo đang đi kiểm tra từng phòng một. Cuối cùng đi xuống. Nhảy ra thôi rồi. Giờ cái bẫy nha. Ba. Chưa đi xuống, chưa đi xuống, chưa đi xuống. Chừng nào nhảy như đi. Nãy giờ ông hành sớm, nãy giờ chưa tới mới chạy thời gian luôn. Cô giáo nhảy mà mình phải đợi cô giáo nhảy không? Ra 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 ra. Chuẩn bị. Hai. Ủa gì hai? Một. Rồi. Điểm đàng hoàng. Ba. Ba. Hai. Một. Một. Cô giáo chuẩn bị múa. Đây múa nhau một trận. Lấy cái bảng này ra. Thôi khỏi đi, cô giáo đi đó rồi. Mình chuẩn bị coi coi ông Hoàng sẽ múa, mình đứng ở đằng cửa. À. Rồi. Nào. Múa, rất là múa. Đang dạy ông hả? Nè. Like, share, subscribe để ủng hộ Hiền Nhi Garo tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.